Hello các bạn, mình là Chen và chào mừng các bạn quay trở lại với series hướng dẫn sử dụng DDJ SP3. Và ở phần trước thì mình có giới thiệu đến các bạn một cái tính năng có tên là Bassdrop. Thì đây là một tính năng mới ở trên DDJ SP3. Ngoài ra thì SP3 còn có thêm một tính năng mới nữa tên là Effect Fade. Thì đây là tính năng cho phép mình tích hợp sẵn những cái effect ở trong 8 cái bass của mình và giúp cho mình kích hoạt nó để sử dụng cho việc mixing một cách mượt mà và dễ dàng hơn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Effect Fade và cách sử dụng nó. Để sử dụng tính năng Effect Fade, đầu tiên thì mình cần kích hoạt tính năng Effect Fade ở trên DDJ SP3. Effect Fade là một effect mới được tích hợp ở trên thiết bị DDJ SP3. Và ở mỗi cái bass performance này thì chúng ta sẽ có mỗi effect ở từng cái chỉ khác nhau. Giống như là ở bass 2 ô đầu tiên của bass performance thì chúng ta sẽ có 2 bass filter. Nó giống như là khi mà mình dặn filter ở trên mixer sang bên phải là ra 2 bass. Thì lúc này filter sẽ cắt hết tất cả phần low của âm thanh và chỉ còn lại phần high. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Và bây giờ thì tất cả những âm thanh của bài nhạc chỉ còn lại ở phần 2. Giống như là khi mà mình đang dặn filter sang bên phải để chỉ còn phần 2 của 2 bass filter. Còn ở bên dưới của ô thứ nhất thì chúng ta sẽ có 2 bass filter nhưng mà ở giá trị dài hơn, đó chính là 4 bar thì khoảng 16 bit. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Và bây giờ thì tất cả những âm thanh chỉ còn lại phần 2. Tiếp theo ở ô thứ hai thì chúng ta sẽ có low pass filter. Thì cái này cũng giống như 2 pass nhưng mà khi mà mình dặn filter ở bên tay trái, tức là sẽ là low pass, thì nó sẽ còn lại chỉ còn lại âm low của bài nhạc. Thì ở bên trên chúng ta vẫn sẽ có giá trị low pass là 2 bar và ở bên dưới là 4 bar, tương đương với lại 8 và 16 bit. 1 2 3 4 5 6 7 8. Và bây giờ thì tất cả những âm thanh của bài nhạc chỉ còn lại ở phần low. Tương tự với lại ở ô thứ hai thì chúng ta sẽ có độ dài là 16 bit. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Thì sau 16 bit thì nó chỉ còn lại nó sẽ bị cắt hết tần số xuống chỉ còn phần low của bài nhạc. Ở ô thứ ba ở trên phần bass performance của chúng ta sẽ là một tính năng có tên là beat loop fade out. Thì ở tính năng này nó sẽ tự động loop một beat của cái đoạn bài nhạc của mình lại và sau đó fade out, tức là nó sẽ bớt volume của cả bài nhạc lại xuống. Giống như là khi mà mình kích hoạt chế độ auto loop và hạ fader của volume fader của kênh channel mà mình muốn up nhạc. Như các bạn có thể thấy là nó đã auto loop một beat và đã up fade out, tức là up luôn cả volume của cái bài nhạc đó lại. Ở bên dưới của beat loop fade out thì nó sẽ có một cái tính năng có tên là automatic loop chop. Thì tính năng này sẽ giúp mình tạo một cái đoạn build up, nó sẽ auto loop 4 beat, sau đó thì cắt xuống 2 beat và 1 beat để mình có thể tạo được một cái đoạn build up khi mà mình muốn mash up giữa hai bài nhạc lại với nhau. Hai effect cuối cùng ở trong bass performance của chúng ta thì sẽ có là backspin. Và backspin ở trên cũng như là ở dưới sẽ có hai giá trị khác nhau, là ở trên sẽ là short và ở dưới sẽ là long, thì nó sẽ backspin ở cái độ dài ngắn hoặc là dài hơn. Và vừa rồi là cách để chúng ta có thể sử dụng effect fade cũng như là những cái giá trị ở trên những cái bass performance này. Thì chúng ta có thể sử dụng effect fade để mixing những cái bài nhạc có thể là khác dòng nhạc với nhau hoặc là khác tempo với nhau để nó hỗ trợ chúng ta mixing cách dễ dàng hơn và mượt mà hơn. Và DDJ SP3 hiện đang được phân phối tại G Music số 649 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3. Nếu các bạn có thể muốn trải nghiệm cái thiết bị này thì bạn hãy đến với G Music để trải nghiệm và mang về bộ thiết bị DJ controller cho cái home studio của mình. Một lần nữa mình là Chen, xin chào và hẹn gặp lại.